Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Đoàn Ngọc Di, 23 tuổi ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Đào Ngọc Thịnh, 27 tuổi ở huyện Trà Bông, tỉnh Quảng Ngãi để làm rõ hành vi mua bán trái phép ma túy. Trước đó, chiều ngày 23 tháng 10 năm 2019, công an quận này ập vào một khách sạn ở Đà Nẵng, khống chế Di thu giữ 113 viên thuốc lắc. Di khai nhận đưa ma túy từ Quảng Trị vào khu vực biển Đà Nẵng và thuê khách sạn tại đây làm sao huyệt hoạt động. Trong đêm ngày 23 tháng 10, công an bắt tiếp Thịnh là nhân viên một nhà hàng ven biển. Thịnh khai vừa mua 23 viên thuốc lắc của Di để vừa sử dụng, vừa bán cho du khách, đặc biệt là khách nước ngoài.